hiện hai nhân vật và các bạn hãy đoán thử đây là hai nhân vật nào nhé. À, đoán được thì sẽ có thưởng. Ba ơi ba, năm sau con muốn lấy chồng. Con muốn lấy chồng mà. Các bạn đoán thử xem nó là nhân vật gì trong bộ phim nào nhé. Còn nhân vật tiếp theo đây là một nhân vật mà cũng khá là đặc biệt cho Tết năm nay. Chú, con nhìn chú quen lắm nè. Hình như con gặp chú ở đâu rồi, chú Linh. Chú Minh. Chú Minh hình như là con gặp chú ở đâu rồi nè. Dạ không phải, con gặp chú bán vé số chứ không phải là con gặp chú đó là nhân vật thứ hai mà Chuyên Nhi muốn giới thiệu cho tất cả các bạn. Và mong rằng các bạn sẽ đoán được hai nhân vật này là ai nhé.